Với thực tế giá xăng dầu thế giới tăng cao, trong chương trình làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thảo luận và thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với mức giảm thuế do chính phủ đề xuất đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng một kg, dầu hỏa là 700 đồng một lít. Thời gian áp dụng mức giảm là từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trước bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng tăng cao. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh tăng 6 lần và đã vượt đỉnh lịch sử. Việc giảm thuế là chính sách hỗ trợ, thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân, doanh nghiệp, trong bối cảnh vừa phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, vừa bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường thế giới hiện nay, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Khẳng định xăng dầu là hàng hóa thiết yếu cho sản xuất, đời sống và giá bán xăng dầu được nhà nước quản lý, điều hành nhằm bảo đảm bình ổn giá cả. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trước bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguyên tắc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn là bám sát giá cả thế giới theo điều tiết của nhà nước, cũng như cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp về thuế. Cái giá tới đây nó sẽ có cái biến động, có thể cũng có cái xu hướng nó có thể tăng nữa. Mà tăng nữa thì hôm trước đồng chí Bộ trưởng Công Thương, Bộ trưởng Tài chính cũng đã nói rồi, nếu tăng nữa thì chúng ta còn phải dùng công cụ khác nữa. Lúc đó chúng ta là phải hỗ trợ cho có mục tiêu, từ quỹ an sinh xã hội rồi từ ngân sách v.v. cho những đối tượng như là ngành vận tải thì rồi là đánh bắt xa bờ, thế rồi là cho cái người thu nhập thấp, người nghèo. Thì một mặt là để giữ một cái mức giá theo một cái mức nào đó. Thế chúng ta không thể giảm thuế đến không được. Như vậy, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, mức giảm thuế bảo vệ môi trường được áp dụng đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng một kg, dầu hỏa là 700 đồng một lít. Nếu tính giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, thì số giảm thu ngân sách nhà nước bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng sẽ khoảng 23.954 tỷ đồng. Nhân dịp ngài Alvaro Elizalde được bầu là Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Chile, ngài Raúl Soto Madones được bầu là Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Chile, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile đang phát triển tốt đẹp. Hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ giữa Quốc hội hai nước được duy trì và thúc đẩy thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc trong khuôn khổ song phương và đa phương. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Thượng viện Alvaro Elizalde và Chủ tịch Hạ viện Raúl Soto Madones thúc đẩy mối quan hệ giữa nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam-Chile ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.